Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, theo nguồn tin từ tỉnh Sóc Trăng cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 2, hàng trăm học viên ở cơ sở cai nghiện ma túy ở phường 5 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đã đập phá cửa cổng chính chạy ra ngoài, bỏ trốn những người này tản ra theo nhiều con đường nhỏ ruộng lúa để bỏ trốn trước lúc đi họ còn đập phá gây náo loạn phía bên trong cơ sở theo người dân trên đường lý thánh tông gần cơ sở cai nghiện việc hàng trăm đối tượng cai nghiện bỏ trốn cùng một lúc tản đi khắp nơi khiến cho người dân hoang mang nhất là các cháu học sinh ông võ thanh quang giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh sóc trăng xác nhận có nhiều học viên bỏ trốn sáng nay ngành chức năng họp để xử lý vụ việc một nhân viên ở trung tâm cai nghiện xác nhận khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 2, nhiều học viên chạy ùa ra cổng cơ sở cai nghiện. Lực lượng bảo vệ ngăn cản nhưng bị những người này khống chế, đập phá ổ khóa cổng để tràn ra ngoài. Theo một nguồn tin, ước có gần 200 học viên đã phá cửa thoát ra ngoài, lực lượng chức năng đã bắt giữ được khoảng vài chục người. Được biết cơ sở cai nghiện Sóc Trăng có khoảng 417 người đang cai nghiện. Vài năm trước, tại cơ sở này cũng đã xảy ra việc hàng trăm học viên phá trại trốn ra ngoài. Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Sóc Trăng đã bắt quả tang Đặng Ngọc Sơn là học viên đang cai nghiện tại đây, đang tàn trữ trái phép chất ma túy thu giữ trên 9 gram ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận đã nhiều lần cùng 14 học viên khác ở chung phòng tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 4C. Số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy là do Nguyễn Văn Đạt, ở cùng phòng cung cấp. Qua làm việc với Nguyễn Văn Đạt, cơ quan điều tra cho biết Đạt khai nhận đã dùng điện thoại di động liên hệ mua ma túy để sử dụng với các học viên chung phòng. Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, bởi ngay tại cơ sở cai nghiện ma túy lại để xảy ra tình trạng tàn trữ trái phép chất ma túy. Các học viên vẫn ngang nhiên sử dụng điện thoại di động để liên hệ mua ma túy. Dụng cụ sử dụng ma túy có sẵn trong phòng để 15 học viên phòng 4C tổ chức sử dụng, người ít nhất là một lần, nhiều nhất là 4 lần trong một thời gian dài, nhưng không có một người nào tại cơ sở phát hiện. Cũng theo một nguồn tin cho biết, trong khoảng gần 200 học viên đã phá cửa thoát ra ngoài, lực lượng chức năng đã bắt giữ được mấy chục người. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đang tích cực triển khai truy bắt những học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Phượng, sinh năm 1971, 3 năm 6 tháng tù, Lê Thị Vân sinh năm 1999, 2 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Đào sinh năm 1958, Đỗ Thanh Nhàn sinh năm 1982 và Đỗ Thị Phiên sinh năm 1961, 2 năm tù, cùng về tội chống người thi hành công vụ. Các bị cáo đều trú tại tỉnh An Giang. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào năm 2019, được sự cho phép của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú ký hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thuận Trung thi công cầu kênh 12, đường Bắc Cây Dương thuộc ấp Bình Quế, xã Bình Phú, huyện Châu Phú để phục vụ nhu cầu đi lại chung của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, bị cáo Đỗ Thị Phượng cùng gia đình nhiều lần đứng ra ngăn cản thi công và yêu cầu bồi thường. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023, khi tiến hành thi công đến trước nhà bị cáo Phượng, thì người phụ nữ này cùng các bị cáo Nhàn, Phân, con gái bà Phượng và những người khác trong gia đình đứng ra ngăn cản, lấy nước sôi, pha mắm tôm, dọa tạt vào công nhân. Nhận được tin báo, công an xã Bình Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giữ trực tự khu vực. Lúc này bị cáo Phượng dùng dẻ tẩm dầu đốt ném vào công nhân đang thi công. Được sự vận động của công an huyện cùng chính quyền địa phương, gia đình bị cáo Phượng không cản trở việc thi công. Riêng bà Phượng được mời về trụ sở xã làm việc, nhưng người phụ nữ này không chấp hành bị cáo Phượng sau đó nói với bị cáo Đào và gọi điện thoại cho bị cáo Đỗ Thị Phiên là chị ruột của bị cáo Phượng đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Sau đó, công an huyện đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương vận động Phượng cùng gia đình không cản trở việc thi công và mời về trụ sở làm việc, nhưng người này không chấp hành. Đồng thời, Phượng nói với Đào gọi điện thoại cho Đỗ Thị Phiên là chị ruột của Phượng đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ. Được căng ngăn nhưng gia đình bà Phượng không chấp hành còn chửi bới và sử dụng nồi, thùng nhựa, thanh kim loại, nước sôi có pha mắm tôm, dẻ tẩm xăng, tấn công khiến nhiều chiến sĩ công an bị thương. Sau đó, công an lập biên bản bắt người và thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Phân, Đào, Phiên và Nhàng bị khởi tố điều tra. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, Phượng bị khởi tố điều tra. Mới đây, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi đổ xăng lên đầu người để đốt tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Về phía nạn nhân, người đàn ông này bị bỏng toàn thân 98%, rất nguy kịch và đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, chiều 22 tháng 2, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc một người đàn ông bị đổ xăng đốt khi đang ngồi uống bia tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, tổ công tác công an phường Hoàng Liệt đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn Hát, sinh năm 1969, trú quận Hoàng Mai. Quá trình xác minh điều tra, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1959, phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai, hành nghề lái xe ôm, đã đến trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan công an Hoang Khai, nhận nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với ông Hát. Trước thời điểm xảy ra sự việc khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoang phát hiện vợ mình là bà PTN sinh năm 1971 bán nước chè tại bến xe nước ngầm và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra Ông Hoang đã gọi ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Sau đó biết ông Hát thường đi uống bia cùng bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Hoang đã đi mua xăng, đựng vào chai nhựa. Gần 16 giờ chiều cùng ngày, phát hiện ông Hát đang ngồi uống bia với bạn. Hoang đã xông tới đổ xăng lên người ông Hát rồi châm lửa đốt. Kê án xong, Hoang về nhà kể lại sự việc với con rồi đi đầu thú. Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông Hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng Hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết, vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện như Nguyễn Văn Hoàng nói. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Mới đây, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ Nhật Quang, 44 tuổi, ngủ tại phường 2 thành phố Bảo Lộc về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng. Trước đó, vào đêm ngày 21 tháng 2, tại đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Bảo Lộc, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bảo Lộc cùng lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo kế hoạch, phát hiện ông Nguyễn Vũ Nhật Quang đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, ông Quang không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã giao nhiệm vụ cho thượng úy Đoàn Nhật Hà, Cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố và trung úy Nguyễn Minh Trung, cán bộ tiểu đoàn cảnh sát cơ động sử dụng xe mô tô chuyên dụng bám theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng ông Quang vẫn không chấp hành. Khi đến trước cổng nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường 2, ông Quang bảo người thân dắt xe vào trong nhà để trốn tránh. Lúc này, Thượng úy Hà đã dùng tay để giữ chiếc xe máy vi phạm thì bị ông Quang sử dụng thanh sắt đánh vào tay. Hậu quả khiến Thượng úy Hà bị gãy xương trụ cẳng tay trái. Thượng úy Hà được đưa đến bệnh viện Hai Lâm Đồng cấp cứu và hiện đang được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Sau khi tấn công Thượng úy Hà, ông Quang tiếp tục dắt xe máy vào nhà rồi khóa trái cửa, không chấp hành các yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo lực lượng nhiệm vụ có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Quang là 0,378 mg trên lít khí thở ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bảo lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông quang để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ